Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Thì hôm nay là mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ đến từ nhãn hiệu đồng hồ Omega. Đây là một cái chiếc đồng hồ tương đối là cao cấp của hãng đồng hồ này. Thì đây là mình sẽ cầm chiếc đồng hồ lên và xoay một vòng cho các bạn chiêm ngưỡng về thiết kế tổng thể. Như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta có một chiếc đồng hồ Omega thuộc dòng Deview. Đây là một chiếc đồng hồ nó có phong cách thiết kế rất đặc trưng của Omega với cái bộ dây vẩy rồng. Đây là một bộ dây có thể nói là làm lên cái đặc trưng cũng như vẻ đẹp cho những chiếc đồng hồ Omega thuộc dòng Deview. Cảm giác đầu tiên mà khi chúng ta cầm cái chiếc đồng hồ này lên thì nó khá là nặng và đầm tay các bạn nhé. Đó, và do cái bộ dây cũng như là bộ thân vỏ nó được hoàn thiện bằng thép đúc tương đối là trau chuốt, cho nên khi các bạn cầm lên các bạn sẽ thấy nó tương đối là đầm tay. Về mặt kích thước thì đây là một chiếc đồng hồ nó sẽ có kích thước rơi vào tầm 38,7mm. Khi mà đọc kích thước này lên thì các bạn nghĩ có lẽ là đây là một chiếc đồng hồ dễ đeo. Tuy nhiên là mình xin khẳng định đối với các bạn là riêng đối với dòng đồng hồ này, khi gắn cái bộ dây vẩy rồng này lên thì nó không dành cho người có cổ tay vừa và nhỏ. Chút nữa mình sẽ giải thích cho các bạn về cái chi tiết này. Về phần mặt trước của chiếc đồng hồ thì chúng ta sẽ có một cái lớp kính sapphire trong suốt bảo vệ cho chiếc đồng hồ này. Đó, và bên dưới lớp kính chúng ta có một là mặt số trải tia màu lông chuột rất là đẹp. Thì mình sẽ kéo cái bộ kim này ra cho các bạn là quan sát là dễ hơn. Đó. Chúng ta sẽ có một mặt số có màu lông chuột trải tia và bắt sáng khá là tốt. Cái mặt số này thì nó tương đối là độc và có cái màu nó gần như giống như cái phần vỏ bằng thép. Cho nên là khi chúng ta cầm thì chúng ta cầm cảm thấy là nó sẽ có cái sự đồng bộ từ mặt số cho đến thân vỏ. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ này nó đều là cọc số nổi và được đánh bóng vắt cạnh hai bên. Các bạn đã thấy là bộ cọc số này nó được làm tương đối là chất lượng và bắt sáng tương đối là tốt. Đấy, mình sẽ nghiêng qua nghiêng lại một chút dưới ánh đèn để các bạn thấy là phần cọc số của nó bắt sáng với những tia sáng hắt lên tương đối là chất lượng đối với hãng đồng hồ Omega. Ở bên dưới góc 12 giờ chúng ta có logo nổi của hãng đồng hồ Omega. Ở phần trung tâm thì chúng ta có một bộ 4 kim, đó là kim giờ, kim phút, kim giây và kèm theo đó là một kim 24 giờ dành cho tính năng GMT. Đây là chiếc đồng hồ có tính năng GMT và nó sẽ cho phép các bạn quan sát được 2 múi giờ. Ở bên góc bên dưới ổ trục kim thì chúng ta có dòng chữ Deview CO ASEAN Chronometer. Đây là một chiếc đồng hồ nó sẽ sử dụng một cỗ máy tự động lên dây cót có chứa bộ thoát đồng trục độc quyền CO ASEAN của hãng Omega. Đây là bộ thoát mà chỉ có hãng Omega mới sở hữu và kèm theo đó là nó được chứng nhận chuẩn COSC Chronometer, là một chiếc đồng hồ có độ chính xác cao. Những chiếc đồng hồ mà có sở hữu cái phần Chronometer và kèm theo đó là bộ thoát đồng trục thì cái giá cũng tương đối là cao các bạn nhé, nó không phải là một chiếc đồng hồ rẻ tiền. Cái dòng này các bạn vào trong hãng thì giá của nó cũng rất là cao. Ở bên góc 3 giờ chúng ta có thêm một ô lịch ngày. Ở bên dưới các cái phần cọc giờ đây các bạn thấy chúng ta có những mốc giờ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 và 24. Và nó dành cho cái kim có đầu màu đỏ đây, nó là kim cuối cùng, là kim GMT. Vì cái kim này thì nó sẽ được điều chỉnh bởi cái nấc đầu tiên của núm điều chỉnh giờ bên góc 3 giờ đây. Chốc nữa mình sẽ chỉnh cho các bạn xem. Phần kim dây thì các bạn thấy là nó sẽ là một cái kim dây nung xanh các bạn nhé. Đây là kim dây được nung xanh ra nhiệt. Khi mà chúng ta nhìn vào chính diện thì nó sẽ có màu đen. Còn khi các bạn nghiêng qua một chút đấy, thì nó sẽ hiện ra màu xanh nước biển. Đây là một cái chi tiết thường dành cho những chiếc đồng hồ đắt tiền. Và mục đích để tạo ra cái chiếc kim có nung xanh ra nhiệt thì đầu tiên là về mặt thẩm mỹ nó sẽ đẹp hơn. Thứ hai là khi mà chúng ta tạo ra một cái lớp oxy hóa ở bên bề mặt của bộ kim, nó sẽ giúp cho cái chiếc đồng hồ có cái bộ kim nó bền bỉ với thời gian hơn. Mình sẽ rút cái núm này ra cho các bạn xem. Cái chiếc đồng hồ này nó sẽ sử dụng là hai núm, một cái núm có hai nấc. Cái nấc đầu tiên là chúng ta sẽ điều chỉnh được cái bộ kim này. Cái kim giờ nó sẽ nhảy nhanh. Đó, để nó tránh trùng với cái bộ kim GMT có đầu kim màu đỏ đây. Đó, các bạn rút nấc thứ hai thì nó sẽ xoay. Đây là bộ kim đồng trục với nhau. Tính năng cũng tương đối là thú vị. Tất nhiên là nó dành cho những người mà thường xuyên di chuyển thôi, chứ như anh em mình thì ở Việt Nam chúng ta không cần thiết lắm về cái tính năng này. Nói chung là về mặt thiết kế mặt trước
chiếc đồng hồ này nó khá là trực quan, dễ xem giờ. Và đặc biệt là cái phần bắt sáng của nó dưới ánh đèn tương đối là tốt. Mình đánh giá cao về phần mà trái tia màu lông chuột cũng như là hoàn thiện bộ kim cọc số khá là chất lượng, bắt sáng tốt. Đi sang phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này, các bạn thấy là nó là một cái chiếc đồng hồ nó không quá dày cũng không quá mỏng, được làm từ thép không gỉ và đánh bóng toàn thân. Các bạn thấy là nó sẽ có những góc vát cạnh tương đối là mạnh mẽ, cảm giác nó hơi gần giống một chút so với một cái chiếc đồng hồ thể thao, tuy nhiên lại có một sự pha trộn với đồng hồ thanh lịch. Đây là một chiếc đồng hồ đang còn trong tình trạng cực kỳ là mới, cho nên các bạn thấy là nó đang rất là bóng. Phần nắp đáy phía sau nó là một cái nắp đáy đặc, nên mình sẽ zoom lại cho các bạn xem về cái nắp đáy này. Cái nắp đáy cũng là một cái chi tiết tương đối là thú vị. Ở đây chúng ta có dòng chữ CO ASEAN, bộ thoát đồng trục. Ở phần trung tâm thì chúng ta có logo của thần thời gian Chronos. Các bạn thấy là cái thần thời gian này thì nếu các bạn chơi những cái chiếc đồng hồ vintage thì các bạn thấy được là đây là một cái logo chúng ta có thể thấy ở những cái chiếc đồng hồ của hãng hồ Engine ngày xưa của Mỹ, cũng sẽ sử dụng cái thần thời gian Chronos với đôi cánh và tay đang cầm chiếc đồng hồ có logo Omega. Đây là chúng ta có dòng chữ Omega với hình quả địa cầu, và thêm vào đó là dòng chữ GMT là tính năng bổ sung của chiếc đồng hồ. Cái chiếc đồng hồ này nó sẽ được gắn kèm với một là cái bộ dây vẩy rồng. Đây là một bộ dây đặc trưng và độc quyền của hãng đồng hồ Omega. Bộ dây này thì nó được thiết kế tương đối là dày, và các bạn để ý là phần bề mặt của dây nó sẽ được đan xen bởi nhiều lớp thép khác nhau. Mỗi lớp thép này là một là bề mặt phẳng phản chiếu ánh sáng, cho nên là khi các bạn nghiêng qua nghiêng lại nó sẽ tạo ra chúng ta cái hiệu ứng lấp lánh rất là đẹp. Và những cái lớp thép nó đan xen này vào với nhau nó giống như vảy của một con rồng, cho nên là Việt Nam thường gọi nó là dạng dây vảy rồng. Đây là một cái bộ dây có thể nói là cực kỳ đặc trưng, và khi mà nó đeo lên tay nó tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ là sang chảnh, bắt sáng rất tốt khi mà chiếu dưới ánh đèn. Một chi tiết nữa là mình cũng phải đề cập với các bạn, đó là phần tai càng của chiếc đồng hồ cũng như là bộ dây. Cái chiếc đồng hồ này thì trong thông số kỹ thuật của nó sẽ là 38,7 mm. Tuy nhiên là các bạn lưu ý đó là phần mặt số là nó chỉ là khoảng xấp xỉ 39 mm. Tuy nhiên là các bạn để ý cái phần tai càng của nó rất là dài. Đây, cái phần tai càng của nó rất là dài. Và kèm theo đó là khi chúng ta gắn bộ dây vào, đấy, cái bộ dây vào thì cái điểm tiếp xúc cuối cùng của nó là ở đây. Các bạn thấy là cái chốt ở đây nó sẽ thừa ra, cho nên nó tạo ra một cái chiếc đồng hồ có độ vồng rất là lớn. Đấy, các bạn thấy là nó vồng rất là to. Chiếc đồng hồ này chỉ dành cho anh em nào từ 17 cm trở lên. Anh em nào tay bé không thể đeo được. Đây là cổ tay của mình là 16 năm. Đó, và mình sẽ thử đeo cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy là nó bị... Đây, mình sẽ cập nó vào. Các bạn thấy là nó thừa hẳn ra một đoạn khoảng như thế này. Đó, cái khoảng thừa này thì cực kỳ là khó chịu. Và các bạn phải lưu ý là cổ tay phải từ 17 năm trở lên, 17 hoặc nếu mà đeo đẹp nhất là 17,5 cm thì đeo mới được cái dòng này. Đây là một chiếc đồng hồ nó không dành cho người có cổ tay trung bình và bé. Cái cổ tay 16 năm của mình là dạng cổ tay trung bình, mình không thể đeo được cái chiếc đồng hồ này. Và nếu các bạn muốn đeo thì các bạn buộc phải tháo cái bộ dây vẩy rồng này ra và các bạn gắn một bộ dây da vào thì chúng ta mới có thể đeo được. Là cái nhược điểm của cái bộ dây này, nó khá là to và không dành cho người có cổ tay bé. Cái bộ dây thì nó sẽ có cái phần dây tương đối là thú vị. Đấy, các bạn thấy là khi chúng ta mở ra thì nó sẽ có cái phần trượt ra trượt vào này, nó giúp cho cái việc tháo lắp đồng hồ nó dễ dàng hơn và sang trọng hơn. À, chúng ta trượt vào, chúng ta bấm này. Đây là một bộ dây bấm, khóa bấm một chiều. Và các bạn bấm vào đây. À, khi rút ra thì cái phần chốt này nó sẽ đẩy xịch ra, kéo giãn cái khoảng cách và giúp chúng ta tháo đồng hồ nó dễ dàng hơn. Đây, về mặt tổng kết thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái ưu và nhược điểm của chiếc đồng hồ. Đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ sẽ có thiết kế rất là đẹp, vừa mang nét thể thao lại có một chút pha trộn với đồng hồ wristwatch. Sở hữu một cái cỗ máy có thể nói là mang tính chất độc quyền của hãng Omega. Cái máy này thì nó là máy Omega 2628. Tuy nhiên là nó sẽ có cái phần bộ thoát độc quyền, và cái phần máy này có khả năng giữ cốt lên đến 48 giờ và có mạ rhodium ở trên phần máy. Tuy nhiên là cái máy này thì nó lại không được làm lộ thiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ có thương hiệu rất mạnh, đó là thương hiệu Omega, một thương hiệu đồng hồ cực kỳ nổi tiếng và phổ biến trên thế giới. Thiết kế đẹp, bộ máy độc quyền và thương hiệu rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải nói luôn là về nhược điểm của chiếc đồng hồ. Thứ nhất là nó khá là nặng khi mà chúng ta đeo lên cổ tay.
Và thứ hai nữa là cái phần thiết kế của bộ dây này nó không dành cho người có cổ tay bé. Đấy. Dòng này thì chỉ có thể đeo được với những người có cổ tay từ 17 đến 17 cm. Thì đeo chiếc đồng hồ này nó mới ok được. Chiếc đồng hồ có thể nói là rất chất lượng, đến từ Omega. Giá của nó thì vào trong hãng cũng rất là đắt các bạn nha, hơn 100 triệu. Cái dòng này thì nếu mà mua ngoài sách tay, ví dụ như cái chiếc này thì giá dùng nước nó rẻ hơn, nó rơi vào tầm 57 triệu. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.